Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh YouTube Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi đầu giờ sáng ngày hôm nay thì như thường lệ ngày thì Túc và anh em cùng đi tham gia chơi cái trò chơi nhỏ để chúng ta nhận thêm một cái chìa khóa và giải cái mật mã hàng ngày từ dự án Hamster Combat để chúng ta nhận thêm là 1 triệu đồng xu Hamster Combat từ dự án hàng ngày 29 tháng 8. Thì trước tiên thì mình có một cái tin khá là vui từ dự án Hamster Combat muốn gửi tới anh em. Chúng ta có thể kích ở phần một AROP này thì như trang chính thức cũng như là kênh Twitter chính thức của dự án Hamster Combat thì nó có thông báo là 26 tháng 9 năm 2024, thì nó tức là một tháng đấy, thì nó bắt đầu là phân phối nó có gọi là phân phối AROP và TGE listing đấy, thì anh em cố gắng cập nhật và tham gia kèo càng sớm càng tốt. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ kích cửa phần mini game này để chúng ta chơi trò chơi nhỏ này. Đây, chúng ta kích cửa phần mua game này. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu là kích cửa phần là chơi cho mình này. Rồi, thì việc đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo lến để vượt chìa khóa, cho chìa khóa nó và kéo xuống này. Rồi kéo cái xanh sang này, kéo đỏ xuống này. Kéo xanh sang này, đỏ lên này. Hai cái đỏ lên này anh em nha. Rồi sau đó thì phải nghĩ cho nào, kéo cái này lên thì phải, cái này lên thì phải, cái này là sang, xanh sang, hơi khó nha, kéo lên này, kéo sang này, kéo sang này, kéo sang này, kéo xuống này, kéo sang này, kéo lên này, chìa khóa sang này, kéo xuống này, vậy tới vài nhá. Rồi sau đó thì chúng ta kích cái phần yêu cầu bồi thường cho mình này. Rồi chúng ta kích cái phần trang chủ này. Rồi chúng ta kích cái phần mật mã hàng ngày để chúng ta bắt đầu chơi cái trò chơi nhỏ này. Anh em giải mật mã hàng ngày đi để chúng ta nhận thêm 1 triệu đồng xu Hamster Combat từ dự án nha. Rồi mật mã ngày hôm nay là gì ạ? Mật mã ngày hôm nay là FIGHTI nha. Mật mã ngày 29 tháng 8 của dự án Hamster Combat là FIGHTI nha. Để mà gõ được chữ F thì 1 chấm này, 1 chấm này, 1 giữ này, 1 chấm này. Ra chữ F này. Y là 2 chấm này, 1 này, 2 này. Rồi chữ G thì 1 giữ này. Sorry anh em, mình làm lại này, làm sai đấy. 1 chấm này, 1 chấm này, 1 giữ này, 1 chấm này, 1 chấm này, 2 chấm này, 1 giữ này, 1 giữ này, 1 chấm này. Chữ H thì 4 chấm này, 1, 2, 3, 4. Chữ T thì 1 giữ này, 1 giữ này. Chữ Y cũng như là chữ cuối cùng thì chúng ta là kích cầu phần là 1 giữ này, 1 chấm này, 1 giữ này, 1 giữ này. Anh em thấy không ạ? Rồi, chúng ta kích cầu phần nhận thưởng cho mình này. Vậy chúng ta làm xong nhá. Trong video ngày hôm nay thì mình gửi tới anh em giải mật mã hàng ngày và chơi cái trò chơi nhỏ ngày 29 tháng 8. Và thông tin khá thú vị nữa là 26 tháng 9 thì nó chính thức TGE list sàn list đấy và phân phối AROP cho mọi người, mình gửi tới anh em.